rời năm loại tà mạng. Thứ nhất trong năm loại tà mạng, bất luận là làm một ngành nghề nào, người xuất gia bất luận tu học pháp môn nào, mà mục đích của họ là vì danh dự lợi dưỡng là sai. Đây gọi là tà mạng. Vì sao vậy? Vì quả báo ở ba đường ác. Vì sao lại nghiêm trọng như vậy? Vì quý vị lấy nhãn hiệu Phật giáo, dùng nhãn hiệu Phật giáo để lừa dối những tín đồ lương thiện. Từ đây quý vị đạt được danh lợi. Trước kia có người từng nói với tôi, dùng phương pháp này để đạt danh lợi thì quả báo không tốt. Ý của chữ không tốt này tức là ở địa ngục. Điều này vẫn rất dễ phạm nhất. Cho nên chúng tôi nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, Ngài vì chúng ta thị hiện. Đó là dạy chúng ta điều này rất tốt. Phụ đề viết ra rồi, vì lợi dưỡng trá hiện tướng đặc biệt. Chữ trá này là không chân thật, là cố ý làm giả. Bây giờ chúng ta nói ý kiến khác người, gây sự chú ý cho một số người hiếu kỳ. Trong Phật Pháp, như phóng quang hiện điều lành, hiện tại cũng có thể dùng khoa học kỹ thuật để làm. Có rất nhiều điều chúng ta không ngờ đến. Gây nên sự hiếu kỳ của một số người. Những hiện tượng này, khi chúng tôi đến Mỹ không lâu, có một vị pháp sư, khi chưa xuất gia, pháp sư là một đạo sĩ học đạo giáo, học được một số pháp thuật, giống như có chút thần thông vậy. Ông ta có rất nhiều tín đồ tại gia và xuất gia đều đến thăm ông ta. Có khi ông ta dặn dò một câu, khi nào quý vị cảm thấy thân thể khó chịu thì đến tìm tôi. Người này sau khi về, chỗ này cũng đau, chỗ kia cũng đau, rất có nhiều chỗ khó chịu. Tìm đến ông ta thì ông ta chữa lành cho họ ngay. Vị sư phụ này quá tuyệt vời,
ông ta có thần thông, ông ta biết trước mình có vấn đề, chữa cho mình là khỏi liền. Kỳ thực thì ông ta dùng những pháp thuật này cho quý vị là do ông ta chế tạo ra. Lần nọ có một vị tỳ kheo ni đến thăm ông ta. Ông ta nói với vị tỳ kheo ni này: cô về nhà nếu có chỗ nào khó chịu thì đến tìm tôi. Về đến nhà quả nhiên là như vậy. Cô nghĩ không phải là bệnh, nhất định là ông ta tác quái, nên cô không đi. Ông ta điện thoại đến hỏi: cô không có chỗ nào đau hả? Thật sự là có, nhưng cô trả lời không có. Không có chỗ nào đau, tôi rất khỏe. Pháp thuật của ông ta lần này không linh rồi, kỳ thật là có hiệu ứng. Cô biết được sự việc này nên có cảnh giác, liền nói với vị pháp sư: không có chuyện gì, tôi rất khỏe, rất bình thường. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau thì hết đau. Cho nên thời gian duy trì pháp thuật đó của ông ta là tính thời gian. Qua thời gian đó thì nó tự nhiên không có. Tôi đã gặp sự việc như vậy. Tôi có viếng thăm vị pháp sư này. Tôi đối với ông tôn kính nhưng không dám gần. Ông đã qua đời rồi, không còn sống. Đồ chúng rất đông, dùng pháp thuật này, mục đích này đều là vì lợi dưỡng. Thứ hai cũng là vì lợi dưỡng, tự nói công đức. Phật Bồ Tát và các vị tổ sư đều rất khiêm tốn. Đều rất nhún nhường. Quý vị xem đoạn sau của kinh Hoa Nghiêm: thiện tài đồng tử 53 lần tham bái, 53 vị đều là chư Phật Bồ Tát tái sanh. Không có vị nào tự mình khen ngợi mình. Quý vị xem thật kỹ, họ đều khen ngợi người khác, bản thân rất khiêm tốn. Vô lượng pháp môn tôi chỉ hiểu được một chút, người khác cao hơn tôi, thù thắng hơn tôi. Tự tán quỷ tha là giới trọng của Bồ Tát. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn, đây là điều giới trọng nhất, nhất định không được như vậy. Trong Luận Ngữ chúng ta thấy Khổng Tử. Khổng Tử nói: như hữu chu công chi tài chi mỹ. Chu công là thánh nhân lúc bấy giờ, là người mà Khổng Tử một đời sùng bái nhất, tôn kính nhất. Ông ta là người tài đức, tài hoa. Sử kiêu thả lận, thấy được điều gì? Họ ngạo mạn, kiêu ngạo. Sử kiêu khả lận, keo kiệt, là không rộng rãi, có thái độ kiêu mạn. Câu sau Khổng Tử nói: kỳ dư tắc bất túc quán giả, nói lên điều gì? Những biểu hiện của họ đều là giả, không phải thật. Cũng là nói chính nhân quân tử
tuyệt đối không có kiêu mạn, không có keo kiệt. Từ hai phương diện này quý vị có thể nói họ đối nhân xử thế chắc chắn rất khiêm tốn, chắc chắn là rộng rãi. Cư xử với mọi người phúc hậu, thích quan tâm đến người khác. Bản thân tiết kiệm, cuộc sống vất vả một chút, giúp đỡ người khác nhiều hơn. Đây là đạo của thánh hiền quân tử. Đây là loại tà mạng thứ hai. Thứ ba là chiếm tướng tiết khung, vì người khác nói pháp. Có như vậy không? Có. Có nhiều tín đồ còn rất tin tưởng nữa là khác. Tôi cũng gặp rất nhiều người hỏi tôi có biết xem bói không, có biết coi tướng không. Người xuất gia có học những thứ này không? Có. Khi chúng tôi còn trẻ, rất nhiều pháp sư tìm những quyển sách này xem, nghiên cứu những thứ này. Mục đích không gì khác, chỉ là để mọi người đối với họ cung kính cúng dường, dùng phương pháp này để thu hút tín đồ, đều là vì lợi dưỡng. Vậy là sai rồi. Rời khỏi cương vị học Phật, Phật pháp quyết định không được làm những việc này. Trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung nói rất rõ ràng, thứ tư cao thanh hiện uy, lên nhân uy kính. Ở trong đại chúng làm ra vẻ, để nổi bật địa vị của họ. Mục đích là muốn mọi người cung kính. Cuối cùng là thuyết đắc cúng dường, dĩ động nhân tâm. Đây là so sánh. Quý vị thấy một người nào đó cúng dường cho tôi rất nhiều, còn quý vị thì quá ít. Những điều này đều gọi là tà mạng. Đương nhiên tà mạng còn rất nhiều. Ở đây Phật chỉ nêu ra 5 loại điển hình. Bảo chúng ta rằng không được cầu danh văn lợi dưỡng, nhưng tập khi danh văn lợi dưỡng này quá nặng. Ai không cần danh văn lợi dưỡng? Vì sao Phật bảo chúng ta lánh xa những thứ này? Bởi đây là nguồn gốc của lục đạo sanh tử.
Nếu không đoạn những thứ này thì nghiệp lục đạo sẽ không đoạn được. Vì sao vậy? Vì nó đang tạo nghiệp. Mục đích học Phật là để thoát khỏi luân hồi lục đạo. Những thứ này là làm cho quý vị vĩnh viễn ở trong luân hồi lục đạo, không thể ra khỏi. Vậy sao vẫn làm điều này? Cho nên cần phải buông bỏ những thứ này. Buông bỏ rồi mới gọi là chánh mạng. Chúng ta tu đạo, cuộc sống cần phải đơn giản. Khi Thế Tôn còn tại thế, Ngài đi khất thực. Bây giờ ở Nam Dương, những nước nhỏ như Thái Lan, Miến Điện đến bây giờ vẫn còn thực hiện chế độ khất thực. Quý vị thấy pháp sư ở bên đó, họ ăn mặn chứ không phải ăn chay. Mọi người cũng vì ăn đó. Nếu vì lợi dưỡng có phân biệt là họ không đúng. Tôi nhớ đến câu chuyện của An Thế Cao. Ngài có một người bạn Minh Kinh Hiếu Thí, là một pháp sư giỏi. Khi ông đi khất thực, nếu thức ăn không ngon thì trong lòng cảm thấy không vui. Trong lòng khởi oán hận. Khi khất thực được thức ăn ngon thì ông lại rất hoan hỷ. Ông có chút khuyết điểm như vậy nên khi chết ông đọa vào đường súc sanh. Do ông Minh Kinh Hiếu Thí, ông là một pháp sư giảng kinh, lại hoan hỷ bố thí, đúng là pháp sư giỏi, nên khi đọa vào đường súc sanh thì làm Long Dương. Làm Long Dương cũng rất khổ, tạo nghiệp không ít. An Thế Cao là bạn của ông ta, Ngài đã đắc đạo nên đi cứu ông ta. Ông ta làm Long Dương ở hồ Cung Đình Giang Tây. Thời gian đã hết, tiết học sau chúng ta bổ sung câu chuyện này, rất đáng để chúng ta cảnh giác. Trong những thứ này, nghiệp nhân báo ứng không sai chút nào, chẳng thể không lưu ý. An Thế Cao ở Trung Quốc, sau khi công tác phiên dịch kết thúc một giai đoạn, Ngài liền đến Nam Phương, bây giờ là Giang Tây, để độ bạn của Ngài Long Dương ở Hồ Cung Điện. Long Dương là bạn học với Ngài trong kiếp quá khứ, cũng rất chăm chỉ. Minh Kinh Hiếu Thị, thật khó có một vị pháp sư giỏi như vậy, thông đạt kinh giáo, lại thích bố thí. Chỉ vì một chút tập khí mà đọa vào đường súc sanh, đạo nghiệp này chưa thành tựu. Tập khí đó là khi đi phân vệ. Phân vệ nghĩa là ra bên ngoài khất thực. Cổ Ấn Độ lúc bấy giờ khi Phật còn tại thế, hình thức cuộc sống của người xuất gia là khất thực.
mỗi ngày ra ngoài khất thực. Khất thực được thức ăn ngon thì ông rất hoan hỷ. Thức ăn không ngon, không hợp khẩu vị thì trong lòng ông rất buồn. Là một chút khuyết điểm như vậy đã chướng ngại đạo nghiệp của ông. Sau khi chết đọa vào súc sanh, làm thân rắn, đọa vào trong đường rắn. Lúc này tu thành Long Vương. Bởi vì ông ta hiểu kinh, có trí huệ, cho nên thân này rất linh, thật sự là hữu cầu tất ứng. Ông ta lại hoan hỷ bố thí, cho nên phước báo rất lớn. Trong truyện kỳ có ghi lại, chu vi miếu của Long Vương này 1000 dặm, rất lớn. Quần chúng ở trong 1000 dặm đó đều lễ bái Long Vương này, khói hương nghi ngục. Long Vương linh nghiệm, hữu cầu tất ứng. Nhất là ngày xưa giao thông dễ dàng nhất là đi thuyền, là dễ dàng nhất. Đi thuyền đường thủy lạy Long Vương, tập tục như vậy. Quý vị lạy ông ta, cúng dường ông ta, thì quý vị đi đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Ông bảo vệ quý vị, ông ta rất linh. Nếu quý vị không lạy ông, không cúng ông, thì ông ta sẽ làm phiền quý vị, khiến cho quý vị không được bình an. Tập khí này, tập khí của vị thần này là như vậy. Cho nên Long Vương biết được thọ mạng của mình sắp hết rồi, cũng biết đồng học An Thế Cao là cao tăng đắc đạo, nên xin Ngài giúp đỡ, xin Ngài siêu độ. An Thế Cao biết được, nên kết thúc một thời gian dịch kinh, thì đặc biệt vì sự việc này mà đến Hồ Cung Điện giúp Long Vương. Trước khi An Thế Cao đến, Long Vương thác mộng cho người coi miếu, tức là người trú trì ngôi miếu này, bảo ông ta 2 ngày nữa có một vị cao tăng đến đây thăm tôi, rồi nói rõ mối quan hệ giữa mình và An Thế Cao. Vị này đến đây là để siêu độ cho ông ta, đem tất cả tài vật của ông ta, tức là những tài vật mà thập phương cúng dường, vị trú trì này phải giao hết toàn bộ cho An Thế Cao, mời Ngài dùng số tiền này kiến lập một ngôi chùa. Ngôi chùa thứ nhất ở Giang Nam, đem công đức này giúp ông ta rời khỏi đường súc sanh. Cho nên khi An Thế Cao đến thì mọi việc đều thuận lợi, những người trong miếu đều biết cả rồi, nên đặc biệt hoan nghênh Ngài. An Thế Cao thuyết pháp cho Long Vương, đối trước tượng thần nói pháp cho ông ta. Hầu hết là nói bằng tiếng Phạn, người thường nghe không hiểu. Nói xong liền bảo với Long Vương, ông ra đây hiện thân cho mọi người xem đi. Ông ta cũng rất nghe lời, trong điện thờ từ từ bò ra là một con rắn rất lớn, rất dài.
mọi người nhìn thấy diện mạo thật sự của Long Vương. Sau đó quay về lại trong điện thờ, và con rắn này đã chết. Cho nên bây giờ ở chỗ đó gọi là thôn rắn. Lai lịch của thôn rắn là như vậy. Cổ tích này hiện nay vẫn còn. An Thế Cao mang theo những vật cúng dường đi về phía nam, từ Cán Giang, tức là Nam Xương hiện nay. Ở Nam Xương kiến lập một ngôi chùa do Long Vương dâng cúng. An Thế Cao hoàn thành ngôi chùa rồi. Khi Ngài đang đi trên đường, cũng là đi thuyền, có một người thanh niên đứng bên thuyền lễ bái Ngài. Một người thanh niên mặc áo quần màu trắng. An Thế Cao nói với mọi người, vị này là Long Vương. Ông ta sanh lên Đao Lợi Thiên rồi, bây giờ hiện thân đến cảm ơn. Đây là nhờ có một người bạn tốt giúp ông ta. Nếu như không có người bạn tốt này thì sau khi chết, Long Vương sẽ đọa ác đạo. Ông ta tạo rất nhiều nghiệp. Ai tu phước giúp ông ta? Câu chuyện này cho chúng ta lời nhắc nhở rằng, làm người không được tạo nghiệp ác, tâm địa phải thanh tịnh, phải bình đẳng, không được có phân biệt chấp trước. Khuyết điểm của ông ta là ở chỗ này. Chúng ta xem câu chuyện này. Vị này cũng là một người xuất gia tốt, minh kinh hiếu thí, mà vẫn đọa vào súc sanh. Vậy chúng ta nghĩ lại mình, chúng ta không được minh kinh hiếu thí, không hiểu kinh giáo, không có trí huệ, không thích bố thí, không có phước báo, ông ta đọa vào đường súc sanh, làm được Long Vương là có phước báo, có trí huệ. Nếu chúng ta đọa vào ba đường ác thì chênh lệch với ông ta quá xa, không được như ông ta. Cho nên trong kinh Phật nói đạo lý, chúng ta chẳng thể không hiểu. Không hiểu thì không nên nghĩ đến nó, càng nghĩ càng sai. Phải làm như thế nào? Phải đọc nhiều, nghe nhiều. Nghe không hiểu thì nghe nhiều lần, nghe nhiều lần thì tự nhiên hiểu. Đọc nhiều lần cũng tự nhiên sẽ hiểu. Người xưa nói đọc sách ngàn lần tự thấy nghĩa của nó. Đây là thật, không phải giả. Vì sao vậy? Vì niệm 1000 biến thì tâm quý vị đã định. Cho nên đọc kinh, trong báo cáo của chúng tôi nói rất nhiều
Đọc kinh trên thực tế là thật sự tu hành. Một lần hoàn thành ba môn học giới định huệ. Cung kính đọc, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh để đọc kinh. Khi đọc kinh như đối diện với Phật Bồ Tát vậy, nghe Phật Bồ Tát khai thị. Đây chính là trì giới. Mỗi lần đọc là lần trì giới. Thời gian lâu rồi thì đắc định. Nhờ có tổ tiên trong quá khứ mới có chúng ta ngày hôm nay. Huống hồ tổ tiên đã để lại cho chúng ta những trí huệ và kinh nghiệm quý báu, chỉ dẫn cho chúng ta hướng đi của cuộc đời. Ân đức này thật là to lớn. Tổ tiên của các dân tộc trên thế giới và các vị thánh hiền trong các tôn giáo đều dạy cho chúng ta giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục thánh hiền. Bốn loại giáo dục toàn cầu này cực kỳ quan trọng đối với sự tịnh hóa nhân tâm và hài hòa xã hội. Do đó chúng ta phải nghiêm túc học tập. Trong bốn loại giáo dục toàn cầu này, giáo dục nhân quả đặc biệt quan trọng đối với việc sửa đổi thế đạo nhân tâm. Tuy nhiên, đây là loại hình giáo dục bị lơ là nhất trong xã hội. Vì vậy, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự bất an động loạn trong xã hội hiện nay. Cho nên hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này giảng về giáo dục nhân quả. Cả hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây đều có nói về quy luật nhân quả. Do thời gian có hạn, tôi chỉ có thể giới thiệu một cách ngắn gọn về quy luật nhân quả. Thứ nhất, nhân và quả tương ưng với nhau. Tính chất của nhân quả là tương đồng. Trồng thiện nhân nhất định sẽ có quả báo thiện, gieo ác nhân nhất định sẽ có quả báo ác, không hề lẫn lộn. Bộ lịch sử cổ nhất ở Trung Quốc là sách Thượng Thư có viết: người có lòng nhân ái ắt sẽ gặp điều may, kẻ thích việc xấu xa ắt gặp sự hung hiểm. Như bóng đi theo hình, như tiếng vọng theo âm. Tương tự như vậy trong sách Châm Ngôn Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc giáo có dạy: hòa quản đi theo kẻ ác, nghĩa nhân sẽ được thiện báo. Trong sách Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái giáo cũng có nói: người nhân nghĩa không gặp quả hại, kẻ ác thì chịu đầy tai ách. Trong sách Mahabharata của Ấn Độ giáo có nói: không có người nào hành thiện mà gặt quả báo xấu cả. Kinh Koran của Hồi giáo nói: người hành thiện tự sẽ được lợi ích, kẻ làm ác tự sẽ thọ họa hại. Thứ hai, trải qua thời gian mới kết thành quả. Từ nhân đi đến quả cần phải trải qua một khoảng thời gian. Giống như gieo hạt giống, sau khi gieo xong phải trải qua một thời gian mới thành cây, rồi mới ra hoa kết trái, không thể lập tức có quả ngay được. Cùng một đạo lý như vậy, khi người làm điều thiện hay điều ác, không thể ngay lập tức được thiện báo hay thọ ác báo, bắt buộc phải trải qua một thời gian tương đối dài thì quả báo mới hiện rõ. Rất nhiều người không tin nhân quả là vì không hiểu rõ nguyên lý này. Người ta thường nhìn thấy người tốt không được quả báo tốt, còn người ác thì không bị quả báo xấu. Thậm chí là người tốt còn bị quả báo xấu, trong khi người ác lại được hưởng điều tốt. Rồi họ phủ nhận nhân quả báo ứng. Kỳ thực đây chỉ là cái nhìn tiễn cận của chúng ta.
Nếu chúng ta nhìn một phạm vi thời gian dài hơn, vài năm hoặc mấy mươi năm, thì sẽ thấy rất rõ ràng nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Cho nên có câu không phải không báo, mà là thời giờ chưa đến. Thiện ác đến sau cùng đều có quả báo, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Như tôi đã từng đề cập, có một số người tốt lại gặp chuyện không may. Kỳ thực đó là vì ác nhân mà trước đây họ gieo, nó đã chín mùi trước rồi, cho nên họ nhận quả báo xấu trước. Con người làm ác lại được điều tốt đẹp là vì nhân thiện mà họ đã gieo trước đây, trổ quả trước, nên họ hưởng quả báo tốt trước. Trải qua một thời gian, sau khi những nghiệp báo cũ đã tiêu tan hết rồi, nghiệp báo mới sẽ hiện tiền. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nhân và quả thật sự là tương ưng. Đầu thế kỷ trước, ở Thượng Hải có một người rất giàu có, thích bố thí hành thiện, làm rất nhiều việc từ thiện. Nhưng đến lúc lâm chung rất là thống khổ, sau khi chết cũng bị đọa vào nơi không tốt. Mọi người nhìn thấy thì hoài nghi nhân quả báo ứng có sai sót. Sau đó phát hiện người nhà giàu này lúc sanh tiền làm quan trong triều đình, ông đã từng tham ô tiền triều đình, chẩn tay cứu dân bị đói, khiến cho rất nhiều người dân dùng thiên tai chịu bất hạnh chết vì đói. Ác nghiệp này vô cùng nặng, nên những việc làm từ thiện của ông sau này không thể nào bù đắp nổi. Đến khi ông ta lâm chung, ác nghiệp đã chín mùi, cho nên đã sản sinh ra báo ác. Thứ ba, nghiệp lực bất hoại. Nhân đã gieo không bao giờ hư hoại, cho dù trải qua thời gian bao lâu thì cũng phải có lúc nó sẽ kết thành quả. Sau khi chúng ta tạo nghiệp thiện hay ác, cái nhân thiện ác hay còn gọi là chủng tử vẫn còn lưu lại ở trong tâm, không bị biến mất nửa chừng. Nghiệp thiện và ác cũng không thể triệt tiêu nhau, nhất định phải đến khi kết thành quả báo thiện ác thì nghiệp lực này mới tiêu mất. Trong kinh Đại Bảo Tích của nhà Phật có câu, dù cho trải qua trăm kiếp thì những nghiệp đã tạo cũng không mất, khi gặp nhân duyên thì cũng phải nhận chịu quả báo. Cho nên chỉ cần chúng ta còn lưu chuyển trong sanh tử luân hồi, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nhân quả báo ứng. Những việc thiện ác đã tạo ra giống như trò chơi boomerang vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở về lại với chúng ta. Trong thánh vịnh tập của Thiên Chúa giáo có dạy, những hành vi hung ác sẽ trở về lại chính chúng ta, sự hung bạo của một người sẽ giáng xuống đầu của chính họ. Trong Châm Ngôn và Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc giáo có câu, kẻ ác sẽ bị chính sự ác nghiệp của mình bủa dây bắt giữ. Tội ác do họ làm ra như sợi dây thừng sẽ quấn chặt lấy họ. Sách La Mã Thư Hòa Hợp Bản có câu, dựa trên hành vi của mỗi người mà Thượng Đế sẽ có sự đáp trả. Trong Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái giáo có câu, kẻ nào đào hố, kẻ đó tất sẽ tự rớt vào. Kẻ nào lăn đá, tảng đá sẽ lăn lên trên thân thể của kẻ đó. Trong Kinh Pháp Cú của Phật giáo có câu, giới tâm ý ô nhiễm, lời nói hay hành động khổ não bước theo sau, tựa như cái bánh xe theo chân con vật kéo. Và câu giới tâm ý thanh tịnh, lời nói hay hành động an vui bước theo sau, như bóng không rời hình. Trong Kinh Ha Ga Văn của Ấn Độ giáo có dạy, ai ai cũng phải chịu hậu quả từ chính hành vi của mình. Thứ tư
là biến dị nhi thục, tức là từ lúc gieo nhân cho đến khi hái quả sẽ có sự thay đổi về mức độ hậu quả. Thiện nghiệp và ác nghiệp không thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Những thiện nghiệp mình tạo sau này sẽ được cộng vào nhân thiện mình đã gieo trước đây. Chúng có thể ức chế nhân ác đã gieo trước đó. Cũng như đối với ác nghiệp, sau khi đã gieo nhân ác, nếu như vẫn tiếp tục tạo ác, cái nhân ác này tương lai kết thành quả ác sẽ còn nặng nề hơn trước. Ngược lại, nếu như sau khi tạo ác, người đó nỗ lực hành thiện tích đức, thì sẽ giảm nhẹ mức độ nhận ác quả trong tương lai. Cũng như vậy, sau khi gieo nhân thiện, nếu như tiếp tục tu thiện, thiện quả sẽ càng tốt đẹp. Còn nếu như tạo ác, thì sẽ ảnh hưởng xấu lên thiện quả. Chính vì sự ảnh hưởng qua lại của nhân thiện và nhân ác, nên vận mệnh của con người có thể thay đổi được. Cũng như trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Giáo có nói, nếu như trong quá khứ đã từng làm chuyện ác, sao biết hối cải, bỏ việc ác không làm, một lòng hành thiện, không bao lâu những điều tốt lành tự nhiên sẽ đến. Đó là chuyển hòa thành phúc. Sách Liễu Phàm Tứ Huấn vào khoảng năm 1600 Tây Lịch là lời dạy của Viên Liễu Phàm tiên sinh. Ông đã tường thuật một cách tường tận nguyên lý và quá trình ông chuyển đổi vận mạng, là một cuốn sách tuyệt vời. Số mạng của ông vốn là không có công danh, cũng không có con kế tục. Thông qua quá trình nỗ lực sửa lỗi tu thiện, sau cùng ông đã thi đậu công danh và có con nói dối. Thậm chí tuổi thọ của mình từ 53 tuổi kéo dài đến 74 tuổi. Cũng vào khoảng thời gian đó, có một vị tiên sinh khác tên là Du Tịnh Ý. Ông rất có tài, trước mặt mọi người ông làm rất nhiều việc thiện, nhưng lời nói của ông không tốt, đặc biệt là ông có những ý niệm tà dại rất nghiêm trọng. Kết quả vận số của ông càng ngày càng xấu, không những không thi đậu công danh, mà bốn người con trai và ba người con gái của ông đều chết yểu. Đứa con trai còn lại của ông thì đi lạc không trở về. Vợ ông vì khóc lóc đau thương đến nỗi mù cả đôi mắt. Còn lại đứa con gái duy nhất thì bị bệnh thần kinh. Gia đình lâm vào cảnh không kế sanh nhai. Sau đó ông được táo thần chỉ ra lỗi sai, toàn là do ý ác của ông quá nặng. Ông làm việc thiện không phải là thật lòng làm. Do đó ông đã hết lòng hối cải lỗi của mình, thật tâm tu thiện. Trong vòng 3 năm số mạng của ông đã có thay đổi lớn. Ông đã thi đậu được công danh, tìm lại được con trai, mắt của vợ ông sáng trở lại, tất cả người trong nhà đều an hưởng cuộc sống phước thọ khang ninh. Một trong những vị đồng hương của ông đã ghi chép lại câu chuyện này thành cuốn Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, nhằm để cảnh tỉnh người đời sau. Câu chuyện này phù hợp với lời trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói: phúc cho ai nói lời thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Mỗi ngày làm ba điều thiện này, 3 năm sau trời sẽ giáng phúc cho. Rủi cho ai nói lời ác, nghĩ ác và làm ác. Một ngày làm 3 điều ác này, 3 năm sau trời sẽ giáng họa cho. Thứ năm, nhân nhỏ quả lớn. Nhân rất là nhỏ, nhưng nó có thể kết thành quả rất lớn. Việc này giống như một hạt dưa hấu rất nhỏ được gieo vào đất, tương lai sẽ cho ra trái dưa hấu rất lớn. Trong sách Thượng Thư có viết: làm điều thiện trời sẽ ban cho 100 điều lành, làm điều bất thiện trời sẽ giáng cho 100 tai ương.
Kinh Koran có nói, người làm một việc thiện sẽ được báo đáp gấp 10 lần. Kẻ làm một việc ác chỉ bị sự trừng phạt tương đương như vậy. Thậm chí trong nhà Phật còn có câu nói là xả một mà được vạn lần. Đều là những thí dụ chứng minh cho nhân nhỏ mà quả lớn. Vì sao lại có hiện tượng nhân nhỏ quả lớn này? Bởi vì tạo nghiệp chủ yếu dựa trên ý niệm. Ý niệm hình thành rất là nhanh. Trên kinh Bồ Tát Sử Thai của Phật giáo có nói, trong một khẩy móng tay có đến 3.200 tỷ ức ý niệm. Niệm niệm thành hình, mỗi hình đều có thức. Chính là vì tốc độ của tâm niệm nhanh như vậy, trong một thời gian ngắn có thể tạo ra rất nhiều nghiệp nhân. Tương lai những nghiệp nhân này đều sẽ kết thành quả báo, cho nên quả báo sẽ được tích lũy rất nhiều. Đến lúc thọ báo thì mức độ sẽ tăng lên rất nhiều. Một thể hiện khác của nhân nhỏ quả lớn là một nhân sẽ chiêu cảm đến ba loại hoa báo: quả báo và dư báo. Tất cả những hành vi thiện ác nếu như tương đối nặng thì ngay trong đời này báo ứng sẽ hiện hiện, gọi là hiện thế báo hoặc là hoa báo. Hoa báo chưa phải là quả báo nặng nhất, mà nặng nề mạnh mẽ nhất là quả báo thông thường xảy ra ở đời sau. Ngoài việc này ra còn có dư báo lâu xa trong tương lai, giống như hiện tượng dư sống vậy. Hơn nữa quả phúc còn có thể lưu lại cho con cháu. Như trong kinh dịch có nói, nhà tích điều thiện ắt thừa niềm vui, nhà tích điều bất thiện ắt lắm tai ương. Đây là thuộc về dư báo. Chính bởi vì nhân nhỏ mà quả lớn nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là người đã thấu suốt, biết được sau khi gieo nhân ác thì quả báo tương lai vô cùng đáng sợ, cho nên hết sức cẩn thận, không dám tạo ác nhân. Còn như có ác báo thì đó là các ác nghiệp đời quá khứ của chính mình đã tạo ra, sau khi thọ lãnh thì đã trả xong. Quả báo thật sự không đáng sợ. Vì vậy Bồ Tát có thể an nhiên thọ báo, không vì thế mà sanh phiền não. Nhưng phàm phu thì mê hoặc điên đảo, chỉ biết rằng ác báo rất đáng sợ nên ra sức trốn tránh ác báo, mà không biết là phải ngừng tạo nhân ác thì mới có thể thực sự tránh được quả báo ác. Đến lúc người đó thọ nhận ác báo, nội tâm khởi lên phiền não, tiếp tục tạo ác nghiệp, cho nên sau cùng kết cục của người đó vô cùng đáng sợ, chịu khổ không biết đến bao giờ. Người này Phật Bồ Tát gọi là kẻ đáng thương xót. Vừa rồi tôi đã tóm lược trích dẫn những khái niệm về quy luật nhân quả, cung cấp cho mọi người tham khảo. Nếu có người thật sự hiểu rõ được quy luật nhân quả thì sẽ không dám tạo ác mà sẽ tích cực hành thiện. Cho nên có một học giả đời nhà Thanh, Trung Quốc, là tiên sinh Chu An Sĩ đã nói: người người tin nhân quả, đất nước sẽ được đại trị. Người người không tin nhân quả thì đất nước sẽ đại loạn. Tôi hy vọng thông qua việc học tập và hoằn dương giáo dục nhân quả của cổ thánh tiên hiền, truyền lại có thể thúc đẩy sự tịnh hóa nhân tâm, xã hội hài hòa, tiến đến đạt được hòa bình thế giới. Đây chính là cách làm tốt nhất để cảm niệm ân đức của tổ tiên, tri ân báo ân, cũng chính là thành quả thu hoạch lớn nhất của hoạt động đại lễ tế tổ của chúng ta. Hy vọng mọi người hãy cùng nỗ lực. Sau cùng tôi chúc mọi người thân tâm an khang, sáu thời cát tường.